Hello cả nhà, có biết là Ý đang đứng ở đâu không? Đây là sân bóng tình yêu. Đây, cái sân bóng mà mỗi lần dựng lên cái hội chợ một cái là mưa đổ âm tới đó. Đây, anh Vũ Nha Trang này. Nhìn thấy Vinpearl luôn nha. Vì tất cả các anh chị cho nên là em phải đứng nắng nè, cái nắng nè, cháy da hết trơn rồi nè. Đó, để giới thiệu tới quý anh chị một cái ngôi nhà rất là gần biển mà giá cực kỳ ok luôn, giá cực kỳ rẻ luôn. Đây thì căn nhà mình là góc hai mặt tiền đường này. Thì cái đường này là mình đi vô là đường nội xóm. Và đây là căn nhà mà mình muốn giới thiệu tới chứ với anh chị nha. Đây là căn nhà với một trệt, một lầu và con đường trước nhà hiện hữu trước nhà là hơn 3 mét. Đây là không gian trước nhà với cách đường chính Phước Long là khoảng tầm gần 60 mét. Bây giờ mình tiến thẳng vào bên trong ngôi nhà nha. Với cái chỗ mà vị trí để xe, để gara rất là rộng rãi luôn. Ngôi nhà này với diện tích là 86m và sau khi trừ quy hoạch ra thì là còn 74m. Đây là cái không gian của phòng khách và bếp. Và cái khu vực nhà dưới tầng này thì có một phòng ngủ ở dưới rất là thuận tiện cho cái gia đình mà có ba mẹ hay là ông bà lớn tuổi thì rất là tiện lợi luôn. Không gian phòng khách thì rất là rộng rãi. Đây là cái khu vực để xe nè, gara nè. Bây giờ là mình sẽ tiến thẳng lên tầng 1 nha. Đây là cái giếng trời thì cho nên nhà lúc nào cũng có ánh sáng. Đây là cái khu vực phòng thờ. Khu vực phòng thờ của mình đây. Cửa gương nè. Đó, nhìn xuống rất là thoáng luôn. Và tầng 2 á, hiện tại là trên tầng 2 thì có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và một phòng thờ. Đấy, hai phòng ngủ đây. Với cái thiết kế của ngôi nhà thì theo hướng nam và có lệch tây một tí xíu. Đó, đường trước nhà là hơn 3 mét nha quý anh chị. Với tổng diện tích là 86m thì sau khi trừ quy hoạch ra thì là mình còn 74m. Nhà rất là rộng, thoáng mát. Và đây là con đường chính Phước Long. Thì cái khu vực con đường chính Phước Long này là kinh doanh rất là sầm uất luôn. Từ cái vị trí này mà để đi ra biển thì nó khoảng cách đâu nó khoảng gần 900 mét thôi. Cực kỳ gần biển luôn. Và bây giờ là mình sẽ đi vòng quanh dạo quanh để coi thử nó kinh doanh sầm uất tới cỡ nào nha. Đây là chợ Bình Tân. Đó, rất là đông đúc và tấp nập. Bây giờ cái tiện ích ngoại khu của cái nhà mà Ý muốn giới thiệu tới quý anh chị á thì nó gần chợ Bình Tân nè. Đó, đây là chợ Bình Tân nha. Buổi chiều đông lắm, quý anh chị mà muốn ăn hải sản tươi ha là cứ ghé chợ Bình Tân. Hải sản cực kỳ tươi luôn. Đó, kinh doanh rất là sầm uất. Còn đây là mình sẽ đi tới một tí xíu nữa thôi là mình sẽ gặp bệnh viện Tâm Trí, một trong những cái bệnh viện lớn của thành phố Nha Trang. Đây là bệnh viện Tâm Trí nha, bệnh viện Tâm Trí Nha Trang. Đó. Với một cái ngôi nhà rất là rộng rãi, thoáng mát và các cái tiện ích ngoại khu á, là có đầy đủ hết. Chợ, bệnh viện, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đây là trường cấp 3 Lê Thánh Tôn. Và phía bên tay phải thì đây là trường cấp 3, trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng.
Đó, đây là trường trung học phổ trường phổ thông trung học Phạm Văn Đồng. Rất là lớn đây. Rồi bây giờ Nguyên chị biết cái chỗ này là chỗ nào không? Đây là chúng ta đi sẽ đến thẳng ra cái khu vực đẹp. Ngoài là bãi tắm thanh niên. Đi ra bãi tắm thanh niên